lớn. Ok luôn. Nước chắc này đang rồng cá nó ăn ít không ăn. Để hồi nó đừng làm sao mà động chiều lôi ra quán nãy ăn nữa nha. Anh nhả hết tiền gửi xe luôn rồi đó. Ở đó mày ra đó mày ăn nữa. Nửa giờ anh chị em máy cho anh rồi anh chuyển Momo cho em nha. Được không? Rồi anh gửi Momo lại cái gì? Thì mặt chắc Khương còn nhiều chứ, đây cũng không ai gọi tiền mặt nhiều. Tao họ về chung với Nam với Khương mà. Ừ, đứa nó hàng nó đi về đường đó đó. Về chung mà. Còn ai em chạy trên tỉnh lộ 10 em về. Ai? Mày lấy cám mới á. Mày lấy cám mới á. Cám này nữa ấy. Mày lấy tay mà nhúng ướt á, mày chà chà vô mà hay gãi. Chứ mày để này nó ăn mày, nó. Mày múc miếng nước đi, múc miếng nước đi. Tao ướt xuống dưới. Sao múc sao ướt ướt được cha. Lại lấy cái bình nước của mình á. Thôi, mày nhúng vô cái tay vô ướt thôi. Lấy đi. Khùng, bước ướt qua chỗ ông Khương ấy được. Vậy bước lại chỗ mày đặng á. Mày lấy cục cám hết tao lên. Tao sâu như chỗ này á. Nhưng mà có một bên mày múc nước được mà. Không, cái tao sâu gan gì luôn. Nên nay gồng hơn sáng rồi, sáng múc được. Giờ nó gồng sát luôn rồi. Nó gồng sâu gan gì nè. Chịu khó lấy cái này lại xuống. Cho cá nó nhử nhử cá lại rồi. Chỗ này câu đúng đã luôn. Ngồi mát ha. Tao còn nữa bị cấm chim nha. Sáng tưởng mày có thằng em với lại nó có đủ đồ nghề, tao đâu có đem theo gì. Mày nó không đi, nó chạy. Mời nó mới đi. Em mời đi nói gì nữa. Mời tao không lái sáng. Mời đi cũng chi rồi. Đấy mẹ mày hả? Ừ. Từng nào cũng về. Từng này về sao? Về cho anh đỡ được mấy bữa ăn không? Đỡ nguyên từng á. Đồ ăn mới làm sẵn cho tao để tủ lạnh á. À chạy cho anh lấy xuống hả? Ừ. Cái lóc gì cái lóc con. À tính ra đây mày được có cái này cái kia nhiều. Cá nhiều lắm. Cái tao nhìn vô cái lục bình này tao biết trong đó thứ gì chưa nổi. Ý trên mày có chút xíu mà mày thấy không? Cầu quá cá nó đúng rồi bên đây nó bị cha mồi á, nó mồi trùng mồi dế không mồi nào ăn chứ. Ở đây ông kia mới là chích điện cũng dữ lắm mà trong này chắc là chích không chích được ông nội tao cái này là chích mày thấy nãy đầu chơi nãy là ăn miệng đập tụi nó chích ông kia mới chích mày thấy chích giờ không? Ông bán đóng đóng cá luôn. Mày thấy tao thấy hồi cá đóng rồi chim cú đâu. Em chỉ cần hát được cái bát đó, áp đó là thôi coi như là hết trơn cái tiền ổng. Rồi nó đâu cần xác thực đâu. Xác thực một lần nè. Chỉ cần nắm được số điện thoại thông tin ổng cái xác thực lần đầu mới lần sau bao xài luôn. Bởi vì mỗi lần mà điện thoại mắc là báo tổng đài đóng cái số liền, số điện thoại liền. Cái đó là trước tiên nhất. Nãy bịch thức ăn nãy mày có cầm theo đúng không nè. Nó chạy á. Ăn bịch thức ăn kia kìa. Đâu có. Sao Quỳnh Khoa còn bịch mà nó mày để đâu? Nãy tao để trên xe luôn á, bịch chuối bịch té ăn chung mà. À vậy hỏi Khương á. Đúng rồi em. Nó chiều chiều nó mới ăn.
Đây những nhân vật biển này vụ nè. Đây toàn bộ những nhân vật biển này vụ nè. Nói không? Gương mặt già trong làng bị vụ không?